Em chào các bác, hôm nay ngày mùng 8 tháng 8 em ra cái clip pin tiếp theo. Tuần qua do hàng hóa không có được nhiều nên em không có lên clip. Hôm nay em gom được một mớ. Em lên cái clip tiếp theo. Hôm nay thì có bê tông, bu lông, khoan, vít, cưa, các kiểu. Anh em tham khảo xem qua một lượt. Còn đây là khu máy mới. Máy mới thì có được vài con STD13, pin, bọng, sạc, Hitachi các kiểu. Rồi còn đây là thông tin của em. Anh em quan tâm mua hàng thì liên hệ trực tiếp với em 0933636. Em tên là Quý ở Trảng Bom, Đồng Nai. Thông tin đầy đủ ở đây nha anh em. Chuyển khoản em bao ship, có cọc cho em 100.000 à. Rồi giờ em vô cái đống máy mới trước. Em có mớ lưỡi cưa kiếm Makita này. Cái này 150 một cái, dài 3 tấc nha anh em. Cưa kiếm, lưỡi cưa kiếm Makita có 20 lưỡi. Lưỡi cưa kiếm Boss dài 25 phân thì 90.000 nha anh em. Boss, cái này cũng Boss luôn. Cái này lưỡi cưa sát, còn cái này lưỡi cưa cưa bãi, cưa cũ rồi, cục bãi, hàng bãi. Máy mới thì có STD13, hôm nay đắt hơn mọi khi anh em, 1,6 triệu một thân máy. 1,6 triệu một thân máy STD13. Có 5 con. Pin Makita. Pin Makita 5A, 4A. 5A là 1380. 4A là 1250 nha anh em. Một quả pin mới. Sạc thì có sạc mới, sạc cũ đầy đủ hết. Sạc này là sạc mới, 900.000 một quả, sạc lên 220 nha anh em. Sạc cũ thì 400.000 một cục, zin 100V, zin 100V lên 220 thì 500.000 một quả. Sạc Hitachi zin 100V đời mới có cổng USB 500.000 cái nha anh em. Sạc này ăn còn rất là nhiều, còn khoảng gần 100 cục. Sạc đời mới và đời cũ có đủ luôn nha. Sạc Makita 10V8 500.000 một quả, sạc mới nha anh em. Makita 10V8 7V2 gì đó. Pin Makita thì cũng 500.000 một quả. 10V8, còn cái này là sạc 10V8 của China. 150 một cái nha anh em. Cái này có khoảng chục cái thôi. Khối pin thì em có khối pin Hitachi. Khối pin Hitachi chưa có mạch, 190.000 một khối. Khối Nati cũng vậy luôn. Khối này khối Nati 900.000, ấy lộn, 190.000 một khối chưa có mạch, anh em về tự xử lấy mạch em cũng có luôn. Rồi xong cái đống này, em qua cái đống máy cũ. Anh em chờ em cắm máy khác. Đầu tiên là cái con đang ở trên thớt luôn đi, con nó 12V 3 chức năng. 12V 3 chức năng. Dòng này là dòng khoan co búa nha anh em. 1,4 triệu một bộ, một máy, một pin, một sạc. Khoan co búa 12V. 5 cấp trượt. Đầu auto lock. Con này rất là mạnh. 12V nhưng mà búa của nó rất là mạnh nha. Một bộ, một máy, một pin, một sạc và 1,4 triệu. Có 2 con. Con này con số 1 này. Con số 2 có chữ ở đây. Quát cái gì đó. Hai con thì con này cũng đẹp như nhau. Đây em có cái món này, cưa Ryubi. Hàng này rất là đẹp nha. Lam này chưa chảy luôn. Giống như là chưa xài, xài chưa em chưa biết. Mà lam này chưa bị chảy miếng nào nha.
cơ điện 100V Ryobi. Mã của nó là cái gì đây nè? CS250. Công suất 750W, tải điện 100V. Lưỡi 255 nha anh em. 255 là 25 phân đó. Cái này đi tỉa tay rất là ngon anh em, điện 100V nữa được bao cháy cho anh em luôn. Chạy full chức năng nha anh em, đổ nhớt vô đây là chạy thôi, có hai cơ. Dây pin của nó vẫn còn luôn, nhớt chưa phải thay dây. Đâu là mình cứ ở đây đứt những dây rồi. Dây zin 100V, cái này sao nó bị cứa đất rồi em chưa biết nhá. Máy chạy full chức năng nhá. Anh em ấy thì em làm lại cái khúc dây này, em cắt nó đi, em rút nó vô là có hai con, 500 ngàn một thân. Em bán pin tầm này cứ quên thân, 500 ngàn về là cắm điện chạy nha anh em. Bao zin full mọi chức năng ha. 500 ngàn một thân máy. Có hai con. Màu vàng zin zin. Con số 1 bị đứt dây này. Con số 2 dây zin của nó rất là dẻo nha anh em, rất là dẻo. Con số 2 cũng vậy luôn, lưới rất là đẹp luôn. Đổ nhớt, mã của nó cũng giống y văn kia thôi, màu nó hơi khác hơn một chút. Cũng là CS250 luôn, công suất cũng y vậy, thì hai con giống nhau mà nó khác màu một chút thôi. Một con vàng đậm và một con màu vàng hơn chút. 500 ngàn nha anh em. Điện zin 100V. Cậu vàng này đắt gấp đôi nha anh em. Máy pin xè là 1.500.000. Nati 608. Em có 3 con. Nati 608 đồng giá 1.100.000 nha anh em. Nó đẹp thì cũng y chang nhau thôi à. Con nào cũng 1.100.000 một bộ, một máy, một pin, một sạc. Đầu khía Makita. Anh em thân máy vỏ pin đầu khía 500 ngàn. Có màu đỏ này cũng vậy luôn, thân máy vỏ pin 500 ngàn. Nhà máy rất là trâu rồi, anh em có pin rồi về cứ cắm như vậy chạy thôi. Đầu khía thân rồi luôn nha. 500 ngàn thân máy. Con này 300 ngàn thân máy vỏ pin nha anh em. Chạy full chức năng, con này vỏ thép đi. Nó chạy full rồi bao nha, full luôn, 300 ngàn. Bảy trăm ngàn bộ máy pin sạc, thân máy vỏ pin 350. Thân máy không thì 300 ngàn nha anh em. Con này con Nati EZT 600. Pin 12 tròn không dụng. Hitachi cũng vậy luôn. 700 ngàn bộ máy pin sạc. Thân máy vỏ pin thì 300 ngàn. Cái loại này không bán được to nên anh em bán hết thôi, hoặc là đi sửa to thì được, chứ đi bán luôn thì không được. Hôm nay có cái món đặc biệt, con này cắt khi 16 mà em lại quên chuẩn bị một khúc sắt để cắt rồi nên không có sắt ở đây rồi. Anh em quan tâm inbox vào Zalo em post cho xem. Nãy giờ em quên chuẩn bị khúc sắt rồi, không cắt được. Con này cắt sắt thủy lực. Cắt sắt thủy lực 12V. Nati.
pin battery thông dụng nha. Nó cắt được đường kính D16 đây nha nha. Trong sách xây dựng 16 là ok rồi, thành bằng nó trả xuống. Úp chân không. Có cái đồng hồ đo nữa mà em để trong cốp xe ở đâu ở phía đằng sau rồi. Thấy đồng hồ đo hút chân không, anh em trong ngành điện lạnh sẽ biết thôi. Hút chân không, tai cô chạy pin 18V nha anh em. Con này 3,5 triệu một thân máy nha anh em, 3,5 triệu một thân máy hút chân không, anh em điện lạnh vừa rồi. Ủ rau khủng Makita. Con này TW1001. Con này mới được bãi về bị cháy chết rồi, em thay mạch ở nhà luôn. Mới mua cái mạch về thay tối hôm qua xong, hết 2,2 triệu một cái mạch TW1001. Hộp còn đây, máy Japan luôn nha. TW1001 xe tô và cuộn này và mạch này 2,2 triệu mới thả vô nó. Thân máy này em bán 4,6 triệu một thân, đã thay mạch, mạch zin nha anh em, đã thay mạch zin rồi nha. TW1001 lực 1000 newton nha anh em. Cưa Makita HS631 em bỏ pin 14 vô nên nó báo pin yếu, đâm ra nó quay không được nhanh. Lưỡi 155 đến 165 vòng tua của nó tới 5000 vòng một phút. Lưỡi 165 nha anh em. Lưỡi 165 cưa Makita. Nó kịch như vậy là vì nó là máy không trổi than nha anh em. Nó có từ nó hít lại chứ không phải là bị dính cái gì đâu nha. Khi máy không than mình quay vào cái xèo một cái là nó qua, nhưng mà máy có than nó có từ nó dính lại như vậy nha. Con này 2,1 triệu một thân máy nha anh em. Thân máy không than. Con này cũng 18V luôn, đã pin 18 cho em đã chạy. Con này 18V HS471. Con này mang in Japan luôn. Con này rẻ hơn bên kia. Cái mâm này nó hơi bị ten ten một xíu thôi, nhưng mà không có vấn đề gì. Con này 1,7 triệu một thân máy nha anh em. 18V 18V không than. Có lưỡi kèm theo luôn. Ba cây gậy, thân máy vỏ pin mỗi thứ là 400.000 nha anh em. Thân máy vỏ pin 400. Con này cũng đẹp hết trơn á. Con này hai con này có ngắt được điện tận nè, còn con này thì có cấp trượt thôi. Con này 21 cấp. Hai chế độ nha anh em. Con số 1 nè, con này con số 2, con này con số 3. Đồng giá 400.000. Cát thạch cao, cát thạch cao Hitachi, con này 800.000 thân máy luôn. Cát thạch cao Hitachi.
ao 14V không chổi then. DB WR 14DB L2. Cái này thì 2 triệu một thân máy chưa pin sạc nha anh em. Bốn cấp chỉnh lực. Này em có 3 con đi. Mày cứ cho lên một con này đi, 2 triệu một thân máy. Cắt thật cao lấy đi vậy. $800. Xài lưỡi dao dọc giấy thông dụng nha. Con này 18V DDL, con này 2 búa. 1 triệu 7 một thân máy nha anh em, 1 triệu 7 một thân máy. Trong này bán tôn thì không có chê vào đâu được. Có một con DDL con này là DDL2. Con này 1.8 triệu một thân máy, 3 búa, zin phun chức năng. Con này 6 triệu 7. Chỉnh lực đầy đủ, đèn led đầy đủ luôn nha anh em. Ngoại hình nó hơi xấu tí thôi. Nói xấu nhưng nó không xấu lắm thôi. Con này đẹp len keng luôn. 18DDL2, con này 2 triệu thân máy nha anh em. Ba búa luôn, không được. Cắt rung 10V 8, con này 1 triệu một thân máy nhé. Có được không? Anh em có pin rồi về dí pin vô là chạy thôi. Long Magita TW120. Con này thì mở ốc như vậy 19 trở về thôi, mở hơn nữa thì hơi quá được. Con này 1.4 triệu một máy, một máy một viên. Magita TW170 có 2 con. Con này 2 triệu 9 một thân máy. Hình thức còn khá là đẹp luôn. TD171. Con màu xanh. Con này con màu mận. Con này 2 triệu 8 nha anh em. Em còn một con màu đen nữa. Này em chưa có vệ sinh đâu. Khoan, 2 chức năng và 3 chức năng. Con này 2 chức năng, mạnh nhất dòng khoan Magita nha em. DF481 2 chức năng. Anh em mua về quét cái quái của gì cũng được, nó rất là mạnh. Đầu ok lắm. Con này thì 2 chức năng. Con này cũng 2 chức năng luôn. Con này làm nông kiếm ok, nhỏ gọn nhẹ. Con kia thì hơi nhanh.
cua rất là nhanh nha anh em. Khoan 2 chức năng màu đen. Con này là khoan 3 chức năng. Số 1, số 2. Khoan 3 chức năng dòng này thì đầu nó hơi lắc một chút nha anh em, nhưng mà xài không ảnh hưởng gì tại vì nó xài có một đặc đẹp thôi. Mã của nó là HB480. Con này 2 triệu rưỡi bộ máy nguyên sạc luôn. ED137 máy 6 nhưng mà em nghe rất là em. Con này 1.9 triệu một bộ máy pin sạc. Thân máy thì vào 1.250.000 nha. Máy 6 mắt tem 14V nít đen TD137. Hôm nay bạn nít 6 đã không có đẹp quá. Con này là TD170, 2.5 triệu bộ luôn. Nhược điểm của nó bị một lỗi là mất từ nha, ai lộn mất thắng, do từ nó yếu mất thắng. Cắn tôn vẫn là ok nha, nó chỉ không có thắng thôi. TD170, 2.5 triệu một bộ, từ yếu mất thắng, xài không ảnh hưởng. Anh em thích thì mua cái từ khác, hay là trăm dí vô là nó là con khác. 170 có một con lắm thôi. TD148 2.3 triệu bộ máy pin sạc luôn. Có màu đen. Có một con này thôi. Con này là TD137 mà như nó hơi tê. Con này bạc keo bạc lạ nha anh em. Một triệu mốt một thân máy luôn. Anh em về thay bạc lạ. Và nắng dòng đời cao thôi. Còn cái này là TD160. Con này không chê vào đâu được, quá đẹp, quá êm. Chỉnh lực đầy đủ, báo pin đầy đủ trên bàn phím. Có thổi bụng. Thổi bụng Hitachi. Con này còn khá là đẹp luôn. 800.000 một thân máy nha anh em, không lấy vòi thì 700.000. Không lấy vòi 700.000, lấy vòi 800.000 thân máy. Dòng này chạy pin 18V. Có chạy pin 14V luôn nha anh em. Con này như 14V này. Có 18 chạy ầm ầm, không có vấn đề gì. Con này hơi bị to một xíu. Nó chạy pin 14V nhưng anh em cắm pin 18 vô phà phà ha. Nó chạy motor 775 lên, nó không có giới hạn pin đâu. Với lại nó có hư cái motor thì cũng trả bao nhiêu tiền. Con này vẫn zin nguyên luôn, còn túi còn dây đeo nha anh em, còn cả vòi nha. Cứ không lấy vòi là bớt 100.000, không lấy túi bớt 100.000. Con này vừa hút vừa thổi. 14V, Made in Japan, VC304, anh em có thể tra Google sẽ biết mã của nó. Chỗ này để anh em cắm cái ống hút bụi vô nè, rồi nó hút cái thổi ra đây để anh em đừng mà chen cái này. Khi mà không xài cái này á,
thì mình cắm cái này vô là thành cái máy thổi, vừa thổi vừa hút, nên giá nó hơi bị đắt nha nha. 1,7 triệu nha nha. 1,7 triệu. Có một con này thôi. Bù lông. Cái này là bù lông 281. Bù lông 281 có mấy con? 3 con. 281 chạy pin 18V, động cơ không phải sao. Không đổi than TW281. Một bộ nó như vậy 3,2 triệu nha nha. Về bắn bù lông sửa xe là hết bài luôn. Đi làm điện lực hay là đi trèo nhà sửa nha. 3,2 triệu một bộ. Có 3 con. Makita HR165, con này màu trắng, bố biết là ngon lành chẳng đời, hợp với anh em camera này. Một triệu tư một thân máy nha anh em, HR165. Makita HR165 18V, máy có than nha. 1,4 triệu một thân máy. Thân máy vỏ pin Sman 14V, full chức năng, con này 600 ngàn. Thân máy vỏ pin 600 ngàn, khá là đẹp, 14V. Bù lông Hitachi, con này 1,4 triệu bộ, máy pin sạc 12W12DM2, mới nhất dòng 12V nha nha. Ốc 17-19 trở về thôi nha nha. Con này 1,1 triệu nha nha. Bê tông 24V, 1,1 triệu thân máy cho anh em về làm liên 24V, pin nguyên bản 1,1 triệu một thân máy. Này còn hai con Nati 12V 6803 pin chọt nha nha, pin chọt thông dụng 1,8 triệu một thân máy. Bê tông 244 và cưa kiếm Hitachi và Makita. Đây lộn, em còn con mài nữa. Mài 14V không chổi than. Mài 14V không chổi than. Con này cò bóp nha anh em. Cò bóp hình thức khá là đẹp luôn. Sơn chưa chảy luôn. Con này 2,2 triệu một thân máy nha. Mã của nó là GA407. Nó giờ chốt lâu đi là bao sạch luôn. Cưa kiếm Hitachi và Makita đồng giá 2,2 triệu một thân. Cưa kiếm Hitachi chạy rất là mạnh. Chi tiết hơn thì cứ inbox vào Zalo cho em. Này là kiếm Makita có sẵn pin luôn rồi. Bê tông 244. Con này 242 244 này. 242 244 giống nhau. Con này 3,6 triệu một thân máy nha anh em. Đại khái nó từ 3,6 triệu tới 3,8 triệu một thân tùy con. Anh em quan tâm inbox, em có 3 con.
Như con này là 3,6 triệu nha anh em. Bê tông 3 chức năng của Makita. Rồi hôm nay em có nhiêu đây thôi, anh em mua hàng thì liên hệ với em theo cái số điện thoại 0933636126. Cảm ơn anh em.